Sao trẻ Ben & Kelly khiến cả châu Âu dậy sóng, Ten Hag có trao cơ hội. Gabriele Ben & Kelly, tài năng trẻ của Manchester United, đang gây chú ý khắp châu Âu với phong độ ghi bàn xuất sắc tại UEFA Youth League. Cầu thủ sinh năm 2006 đã ghi 11 bàn sau 8 trận mùa này, thể hiện sự trưởng thành vượt xa tuổi tác và mở ra kỳ vọng lớn về một tương lai sáng lạn tại đội một Quỷ Đỏ. Trong chiến thắng 5-2 của U19 Man United trước Zalgiris, Ben & Kelly tỏa sáng với cú đúp, nâng tổng số lần ghi cú đúp của anh lên con số 4 trong mùa giải. Không chỉ ghi bàn ấn tượng, Ben & Kelly còn nổi bật với khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí và dứt điểm sắc bén, những phẩm chất mà hàng công đội 1 hiện tại đang thiếu. Trong bối cảnh Marcus Rashford, Joshua Zirkzee hay Alexander Garnacho thi đấu chưa ổn định, Ben & Kelly trở thành niềm hy vọng mới. Anh không chỉ có tài năng mà còn thể hiện sự ổn định, yếu tố rất cần thiết để có thể vươn lên đội 1. Khả năng ghi bàn của Ben & Kelly chính là điều mà huấn luyện viên Erik ten Hag đang tìm kiếm để giải quyết vấn đề hiệu suất tấn công. Manchester luôn nổi danh trong việc phát triển các tài năng trẻ và Ben & Kelly có thể là cái tên tiếp theo bước ra ánh sáng sau Garnacho và Maino. Với sự xuất sắc tại đội trẻ, việc anh được gọi lên đội 1 chỉ còn là vấn đề thời gian. Ben & Kelly đang là ngôi sao sáng giá tại học viện Manchester và có thể trở thành một nhân tố quan trọng tại đội 1. Theo bạn, Ben & Kelly có thể là người tiếp theo tỏa sáng ở Old Trafford? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha! Thế trận cân não, MU với West Ham quyết đấu vì điểm sống còn. Cuộc đối đầu giữa West Ham và Manchester United tại vòng 9 Premier League hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi cả hai đội đều đang gặp khó khăn về phong độ. Chỉ cách nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng, cả David Moyes và Erik ten Hag đều đang phải chịu áp lực lớn sau khởi đầu không như mong đợi ở mùa giải năm nay. West Ham chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tạo nên bức tranh ảm đạm cho đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui. Đặc biệt, trận thua 1-4 trước Tottenham vào tuần trước càng khiến The Hammers chịu thêm áp lực, dù trước đó họ đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Ipswich Town. Tuy nhiên, việc Mohamed Kudus phải nhận thẻ đỏ đã làm dấy lên mối lo ngại về tính ổn định của đội bóng. West Ham bước vào trận đấu này với tinh thần chiến đấu quyết liệt khi họ cần điểm số để thoát khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng và cải thiện vị trí của mình. Với hàng công không có mạnh mẽ nhưng vẫn đều đặn ghi bàn, họ sẽ cố gắng tìm cơ hội từ sự mất tập trung của hàng thủ Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, Manchester United vừa trải qua chuỗi 4 trận bất bại, nhưng 3 trong số đó kết thúc với tỷ số hòa. Trận đấu gần nhất tại Europa League, Quỷ Đỏ chỉ có được trận hòa 1-1 trước Fenerbahce dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Phong độ thiếu ổn định này khiến người hâm mộ không thể yên tâm dù họ vừa đánh bại Brentford 2-1 tại Premier League. Đáng chú ý, hàng thủ của MU chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 6 trận gần đây, trong khi hàng công vẫn chưa thực sự bùng nổ dù có những cầu thủ chất lượng như Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Khả năng cả hai đội đều ghi bàn trong trận đấu tới là rất cao, khi West Ham cũng đang gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới. Với việc cả hai đội đều có xu hướng phòng ngự yếu kém và chưa tìm được sự ổn định trong khâu ghi bàn, khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 là rất cao. Lối chơi của West Ham thường hướng tạo ra nhiều cơ hội đá phạt góc, và trận đấu này cũng không ngoại lệ khi trung bình các trận của họ có hơn 8,88 quả phạt góc. Trong khi đó, các trận đấu của Manchester cũng có trung bình 8,63 quả phạt góc, cho thấy khả năng trận này vượt mốc 8,5 quả phạt góc là rất lớn. Dalot, Rashford là điểm yếu chí mạng. Manchester United đang phải đối mặt với một vấn đề đáng báo động trong hàng phòng ngự. Điều này đặc biệt lộ rõ qua những thất bại liên tiếp trước Porto và Fenerbahce tại Europa League. Cả 4 bàn thua của MU đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân, đó là sự lỏng lẻo ở cánh do Diogo Dalot và Marcus Rashford chấn giữ. Tại trận đấu ở Bồ Đào Nha, Dalot và Rashford xuất phát ở cánh trái và cánh phải của Porto đã khai thác triệt để sự yếu kém này để ghi tới 3 bàn thắng. Sự thiếu liên kết giữa hậu vệ và tiền đạo cánh khiến MU nhiều lần để lộ những khoảng trống chết người, tạo điều kiện cho đối thủ tung ra những pha tạt bóng vào vòng cấm. Ở trận đấu với Fenerbahce, dù Dalot và Rashford được chuyển sang cánh phải, tình hình không hề được cải thiện. Bàn gỡ hòa của Fenerbahce xuất phát từ một pha xử lý thông minh của Alan Saint-Maximin khi bộ đôi của MU lại một lần nữa bị đánh bại bởi tốc độ và sự nhanh nhạy của cựu sao Newcastle. Họ không kịp phản ứng và để đối thủ dễ dàng đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Việc Rashford và Dalot liên tục bị đối phương khai thác đã phơi bày điểm yếu về phòng ngự của bộ đôi này. Dalot, dù là một trong những cầu thủ ổn định nhất của MU mùa trước, đang cho thấy sự sa sút trong cảm quan phòng ngự và khả năng giữ vị trí. Từ bàn thua trước Tottenham của Brennan Johnson cho tới bàn mở tỷ số của Brentford, anh đều mắc lỗi trong việc theo kèm và ngăn chặn đối thủ.
Về phần Rashford, khả năng hỗ trợ phòng ngự từ lâu đã là điểm yếu của anh. Cầu thủ này không có xu hướng lùi sâu hỗ trợ hàng thủ, khiến cánh do anh chân giữ dễ dàng bị xuyên phá. Điều này tạo ra một tử huyệt mà các đối thủ không ngần ngại khai thác. Báo động đỏ cho Erik Ten Hag, ban lãnh đạo MU sẵn sàng thay tướng. Tương lai của Erik Ten Hag tại Manchester United đang trở thành đề tài nóng bỏng trước thềm vòng 9 Ngoại hạng Anh. Sau chuyến trận đấu gây thất vọng, đặc biệt là 3 trận hòa liên tiếp tại Europa League, vị trí của chiến lược gia người Hà Lan đang lung lay hơn bao giờ hết, với chỉ một chiến thắng trong 11 trận đấu châu Âu dưới triều đại của Ten Hag, tín hiệu báo động đã được gióng lên. Dù Ten Hag vẫn thể hiện được sự tự tin khi được hỏi về tình hình hiện tại, nhưng báo chí Anh đã tiết lộ một bức tranh không mấy lạc quan. Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo MU đang tích cực tìm kiếm người thay thế ông. Thậm chí, những cuộc đàm phán bí mật với các ứng viên hàng đầu đã được tiến hành. Và nổi bật nhất trong số đó là Xavi Hernandez, cựu huấn luyện viên của Barcelona. Trước đó, tỷ phú Jim Rutherford cùng các cộng sự đã gia hạn thêm một năm hợp đồng cùng với Ten Hag, đồng thời chi tới 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, thành tích hiện tại của MU lại kém xa so với kỳ vọng. Quỷ đỏ đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, một vị trí hoàn toàn không xứng đáng với tầm vóc của đội bóng. Vậy Ten Hag còn cơ hội nào để giữ ghế? Cách duy nhất là đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng cả ở Premier League và đấu trường châu Âu. Lịch thi đấu trong tháng 11 có vẻ không quá khó khăn, với chỉ một trận đấu lớn gặp Chelsea vào đầu tháng. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khởi đầu bằng trận đấu với West Ham vào cuối tuần này, nơi Ten Hag cần phải có 3 điểm để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên vai. Erik Ten Hag đang đứng trước thử thách lớn nhất sự nghiệp tại Manchester United. Nếu không thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế, việc ban lãnh đạo MU sa thải ông chỉ còn là vấn đề thời gian. Với những ứng viên tiềm năng như Xavi Hernandez, Ruben Amorim hay Edin Terzic đã sẵn sàng, tương lai của Ten Hag tại Old Trafford thực sự trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Liệu ông có thể vượt qua cơn bão chỉ trích và giúp Quỷ Đỏ tìm lại ánh hào quang? Hay đây sẽ là chương cuối cùng của ông tại Manchester United? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Có tia hy vọng cho MU khi Luxor và Tiger Malaysia đã trở lại tập luyện. Cả hai đều là những hậu vệ trái chất lượng và sẽ mang lại sự ổn định cho hàng thủ. Trong tương lai gần, Lisandro Martinez có thể là một phương án khả thi để thay thế Dalot ở vị trí hậu vệ trái, giúp MU có sự cân bằng tốt hơn với một cầu thủ thuận chân trái tự nhiên. Một điểm đáng chú ý là Dalot có thể cần được nghỉ ngơi sau khi phải gầy ải quá nhiều kể từ mùa trước. Ten Hag hoàn toàn có thể để Mazraoui thay thế ở cánh phải, trong khi chờ đợi sự trở lại của So và Malaysia. Cuối cùng, Rashford cần tái hợp với So, một sự kết hợp đã từng rất thành công để tạo sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Nếu không, việc Rashford tiếp tục đá cặp cùng Dalot ở cánh phải cho West Ham sẽ rất dễ bị đối thủ khai thác, đẩy MU vào thế khó. Huấn luyện viên Erik Ten Hag cần đưa ra những điều chỉnh chiến thuật phù hợp để khắc phục điểm yếu ở hai cánh. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp, tử huyệt Dalot Rashford sẽ tiếp tục là mục tiêu mà các đối thủ tận dụng để hạ gục Quỷ Đỏ. Liệu Ten Hag có thể xoay chuyển tình thế và bảo vệ hàng thủ của MU trước West Ham? Hãy chờ đón những thay đổi từ thuyền trưởng người Hà Lan.